trên trán á. To vừa qua không? Con nữa biết cắt con nữa to không? Không, con tê đây, con to đây. Con đi một hơi đây, con đi này. Không, con đi này, con đi này này. Đó, rửa hai con rồi ra luôn. Con ra đi, cho con bố. Có trăng rồi, con chết ta. Đó. Bắt to đi. To thì mai bắt. Nhỏ liền nhé. Nhỏ trong tà đó. Nhỏ đấy. Đây là con mua này của con nhà. Không? Một thịt để đưa ra ngoài nữa này cho nó ăn thịt món nữa cho nó đỏ trong to. Mở dây đây. Chọc chọc cho tụt vô nữa. Biết đi nhanh ra cái gì. Không chịu đi. Lấy ra đừng thôi. Đưa cái dao xúc đi. Mày nó bị ở đây này. Rồi nhiều. Mùi mùi về thôi đi. Không đi. Này rò lên mà bắt. Rõ có một vật được hắn. Bắt thằng nó vô rồi nhọc nữa. Ừ, nó vô rồi nhọc nữa rồi đi. Đây. Con đi được rồi. Nó đòi nó no được rồi. Con người khôn này. Nó không được là nó chạy vô đó nè. Ừ. Đây, nó được đường này. Ừ, mơ. Đi, đi như người mẫu luôn mà. Ai? Đi đâu không? Đó con mua thịt nó thả đấy, cho ăn ngoài vài bữa này. Con hít cám đi. Con lông nó chủ nó ngon. Đó, đi chặt cá ăn đi. Nhà cái mồ. Con lùa ra bàn chày đấy. Tiếp đi đây. Đi mông này. Hả? Vạt bên này, vạt bên kia. Đẹp gái không? Đấy. Mày gặp con em mà rửa thì ai cũng sướng. Ngọc Kinh lên bậc thang thầy. Thầy hiệp ơi. Tiếc hai quả mông của Ngọc Kinh. Đấy, đi quần vào đấy. Gặp con em mà đi cái mông lắc kiểu đi thì đúng hiệp ngất ngay. Mông gọi như mông vút. Không bọt vào bên trong chưa? Bỏ chón vô chón nghỉ đi. Thầy đang định rồi. Nào con rồi đó. Thôi đây cho đừng đòn được.
đấy buồn lắm. Tết lên anh Sơn được ăn canh môn chứ môi chân. Chưa tủ rồi, chưa vô tăng rồi. Anh canh môn của người Thái chứ môi chân, của tổng chứ môi chân. Có thời gian mà hà ăn đâu. Thịt lên trên nữa là họ dằn cả rồi. Có lấy lòng ít hay lấy lòng nhiều chứ. Đứa là không ế rồi đó. Còn thịt lực hết, nó mua hết cho anh mà. Nói chung là Hiệp có duyên bán thịt. Đi tiền đấy Sơn ơi. Hát cho xa. Mấy môi? Chưa nha, chưa thấy máy nha. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62,